Bắc Ninh là một tỉnh ở Việt Nam. Đây là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, với vị trí nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Bắc Ninh là trung tâm của sử kinh Bắc xưa, với 44 làng quan họ cổ, là cái nôi của dân ca quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và cùng đợt với ca trù. Tỉnh cũng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Việt Nam. Địa lý, Bắc Ninh tiếp giáp với vùng Trung du Bắc Bộ tại tỉnh Bắc Giang. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Bắc Ninh, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 30 km về phía đông bắc, có vị trí địa lý. Phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp thủ đô Hà Nội, phía nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang. Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh này thuộc vùng thủ đô. Ngoài ra, Bắc Ninh còn nằm trên hai hành lang kinh tế, Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc Ninh là tỉnh với dân ca quan họ. Bắc Ninh là trung tâm sử kinh Bắc cổ xưa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 41 lễ hội đáng chú ý trong năm được duy trì. Trong đó có những lễ hội lớn như Hội Chùa Dâu, Hội Lim, Hội Đền Đâu Đền Lý Bát Đế, Thờ Tám Vị Vua Nhà Lý, Hội Đền Bà Chúa Kho. Bắc Ninh được biết đến là vùng đất với nghề tơ tằm, gốm sứ, đúc đồng, khắc gỗ, làm giấy, tranh vẽ dân gian, vân vân. Nổi bật là những làn điệu dân ca quan họ. Địa hình của tỉnh không hoàn toàn là đồng bằng mà xen kẽ là các đồi thấp có hướng dốc chủ yếu từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, được thể hiện qua các dòng chảy bề mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. Vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3 đến 7 mét. Địa hình trùng du thị xã Quế Võ và huyện Tiên Du có một số dải đồi thấp độ cao không quá 200 mét. Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ, chiếm 0,53% so với tổng diện tích, chủ yếu ở Quế Võ và Tiên Du. Nguyễn Văn Cừ, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912, mất 28 tháng 8 năm 1941, là Tổng Bí thư thứ tư của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1938 đến năm 1940. Nguyễn Văn Cừ sinh trong một gia đình nho giáo, quê ở xã Phù Khê, Tổng Nghĩa Lập, huyện Đông Ngạn, Phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ tổ 17 đời của ông là Nguyễn Trãi. Lịch sử, Bắc Ninh hình thành lâu đời gắn liền với nền văn minh sông Hồng. Ly Lâu từng là trung tâm tôn giáo cổ xưa nhất của Việt Nam, ngoài ra từng là trị sở giao chỉ. Từ hàng nghìn năm trước, người Việt cổ đã cư trú và lập làng ở ven sông Cầu, sông Dâu, sông Đuống, sông Ngũ huyện Khê, sông Tiêu Vương, sống chủ yếu bằng canh tác nông nghiệp kết hợp làm nghề thủ công. Hàng loạt di vật như trống đồng, dao găm, rìu, giáo, tấm che ngực, mảnh giáp bằng đồng với những hoa văn độc đáo được tìm thấy ở các di tích Lãng Ngâm, Đại Trạch, Cổ Cảm, Đại Lai, mảnh khuôn đúc trống đồng trong thành cổ Ly Lâu đã chứng tỏ người xứ Bắc rất tinh xảo trong nghề đúc đồng, chế tác các đồ trang sức, làm gốm. Nhưng giá trị tinh thần, tư tưởng được phản ánh qua các huyền thoại ông Đùng, bà Đùng, ông Khổng Lồ cắn nát núi, hút sạch rừng, băng ngang lũ, về Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân cầu cơ. Cùng với huyền thoại truyền thuyết là đậm đà các di tích tiêu biểu như lăng mộ Kinh Dương Vương, đền thờ Lạc Long Quân cầu cơ ở Thuận Thành. Thời kỳ Hồng Bàng, nước Văn Lang được chia làm có 15 bộ. Bộ Vũ Ninh là vùng lãnh thổ thuộc phần lớn tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Trong thời Bắc thuộc, giao chỉ gồm có 10 huyện, trong đó có huyện Ly Lâu. Ly Lâu đã từng là đô thị lớn, là trung tâm thương mại trong suốt thời kỳ dài từ cuối thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 9, 10. Xung quanh Ly Lâu là các làng nông nghiệp, làng thủ công, làng buôn bán phát triển. Tại đây, tư tưởng nho giáo và văn hóa Hán Đường đã được truyền bá liên tục vào Việt Nam. Trung tâm Ly Lâu là nơi đầu tiên có trường dạy chữ và văn hóa Hán ở Việt Nam. Ngoài ra, Ly Lâu còn là trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa nhất của người Việt. Hệ thống di tích, chùa tháp quần tụ đậm đặc ở đây, với trung tâm là chùa Dâu cùng nhiều nguồn di vật, tài liệu như tượng Pháp, bia ký, bản khắc cổ châu Pháp Vân và lễ hội chùa Dâu, lễ hội Phật giáo lớn nhất trong đồng bằng. Bắc Bộ với các nghi lễ tân Phật, rước tứ Pháp, rước nước chứng tỏ Ly Lâu là tổ đình của Phật giáo Việt Nam. Ly Lâu là không gian điển hình đan xen, hỗn dung tiếp xúc, biến đổi hội tụ và kết tinh văn hóa Việt Nam cổ với văn hóa Phật, Ấn, Nam Á và Trung Á,
văn hóa Nho Lão Trung Hoa, Đông Á để rồi sinh thành bản sắc, văn hóa Kinh Việt. Đến thời Ngô Quyền, Gia Châu gồm các vùng phía nam sông Hồng và sông Đuống, thuộc Hà Nội, Bắc Ninh, một phần Hưng Yên. Thời loạn 12 sử quân, địa bàn Bắc Ninh là nơi chiếm đóng của hai sử quân Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê với các căn cứ ở Tiên Du và Thuận Thành. Các vua thời Lý lập phủ Thiên Đức vốn là châu cổ Pháp, Bắc Ninh là đất phát tích nhà Lý, triều đại khai mở ra nền văn minh Đại Việt gắn liền với tên tuổi của những nhân vật lịch sử, văn hóa kiệt xuất như Lý Công Uẩn, Lý Nhân Tông, Lê Văn Thịnh. Đây là nơi vang vọng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Cuối thời Trần, cả nước có 24 đơn vị hành chính, lộ Bắc Giang bao trùm Bắc Ninh và một phần Hà Nội, Bắc Giang ngày nay. Năm 1490, vua Lê Thánh Tông cho định lại bản đồ cả nước, gồm 13 đạo sứ thừa tuyên, vùng đất Bắc Ninh thuộc Trần Sứ Kinh Bắc. Thời Minh Mạng, cả nước được chia thành 31 đơn vị hành chính. Phủ Thừa Thiên là trung tâm, các trấn tên đơn vị hành chính thời Hậu Lê và Tây Sơn được đổi thành 30 tỉnh. Việc lập các tỉnh được thực hiện trong hai đợt. Đợt đầu tiên vào năm 1831, Minh Mạng thực hiện chia các trấn phía Bắc là 18 tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh được thành lập nay là Bắc Ninh và Bắc Giang, một phần đất Hà Nội và Vĩnh Phúc ngày nay. Lý Thái Tổ sinh ngày 8 tháng 3 năm 974. Mất ngày 31 tháng 3 năm 1028, Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, sinh năm Giáp Tuất 974, người châu cổ Pháp thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh, là hoàng đế sáng lập ra nhà Lý hay còn gọi là Hậu Lý để phân biệt với nhà Tiền Lý do Lý Nam Đế sáng lập trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028. Thời gian trị vì của ông chủ yếu để đàn áp các cuộc nổi dậy, vì lòng dân chưa phục được nhà Lý. Khi lòng dân đã yên, triều đình trung ương được củng cố, ông rời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010, đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý tồn tại 216 năm. Đến cuối năm 1225, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng buộc nhường ngôi cho chồng Trần Cảnh 1218 đến 1277. Kết thúc nhà Lý và bắt đầu nhà Trần. Hậu duệ nhà Lý di chuyển đến nước Cao Ly là Hàn Quốc và Triều Tiên ngày nay. Lý Long Tường là Hoa Sơn quân nước Cao Ly ngày nay là Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là ông tổ của dòng họ Lý Hoa Sơn, Hoa Sơn Lý Thị. Bối cảnh Đại Việt, Lý Long Tường sinh năm 1174 Giáp Mậu, là con thứ bảy của vua Lý Anh Tông trị vì từ năm 1138 đến năm 1175 và Hiền Phi Lê Mỹ Nga. Ông được ban chức Thái sư Thượng Trụ Quốc, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, Thượng Thư Tả Bộc Xạ, lĩnh Đại Đô Đốc Hải Quân, tức Kiến Bình Vương. Ông là em trai vua Lý Cao Tông, chú vua Lý Huệ Tông. Năm 1225, Trần Thủ Độ lật đổ nhà Lý bằng cách đưa cháu là Trần Cảnh vào hầu Lý Chiêu Hoàng, dàn xếp để Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng và nhường ngôi để lập ra nhà Trần. Giặc Minh khi bị quân hậu Trần đánh bại đã phao thuyết Trần Thủ Độ tiến hành tàn sát con cháu nhà Lý, buộc con cháu nhà Lý đổi qua họ Nguyễn, đẩy con cháu nhà Lý đi lên vùng núi non hiểm trở phía Bắc. Năm 1226 tức niên hiệu Kiến Trung thứ hai đời Trần Thái Tông, để bảo toàn tính mạng và lo việc thờ cúng tổ tiên, Lý Long Tường đã bí mật về Bắc Ninh, vái lạy tạ biệt lăng miếu Đình Bảng nay là Đền Đô, tới Thái Miếu Thu, gom các bài vị, các đồ tế khí, rồi trở lại Đồ Sơn cùng 6.000 gia thuộc qua cửa Thần Phù, Thanh Hóa chạy ra Biển Đông trên 3 hạm đội rời Đại Việt. Sau một tháng lênh đênh trên biển, đoàn thuyền gặp bão lớn phải ghé vào Đài Loan. Khi Lý Long Tường quyết định lên đường đến bán đảo Triều Tiên thì con trai là Lý Long Hiền ốm nặng nên phải ở lại cùng 200 gia thuộc để định cư tại Đài Loan. Trên đường đi tiếp đoàn thuyền bị bão dạt vào Trấn Sơn, huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải, trên bờ biển phía tây Cao Ly. Tương truyền rằng trước đó vua Cao Tông nhà Cao Ly nằm mơ thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lên, vì vậy ông lệnh cho chính quyền địa phương tiếp đón ân cần và đồng ý cho Lý Long Tường ở lại dung thân. Tại đây Lý Long Tường cùng tướng sĩ, gia thuộc trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi, ông cho mở độc thư đường dạy văn thi phú, lễ nhạc, tế tự và giảng võ đường dạy võ chiến thuật quân sự, các loại binh pháp, binh khí, võ thuật.
Học trò theo học rất đông, lúc nào cũng trên nghìn người. Bối cảnh Cao Ly. Khi Lý Long từng sang Cao Ly tị nạn, thời vua Cao Ly Cao Tông, quyền hành trong triều nằm trong tay thừa tướng nhà họ Thôi là Choi U hoặc U, Thôi Vũ. Thôi Vũ có tài cả văn lẫn võ nên ít nhiều thu phục được lòng dân chúng. Chống quân Mông Nguyên. Vào năm 1225, dưới triều vua Cao Tông trị vì từ 1213 đến 1259, vị vua thứ 23 của nhà Cao Ly, đế quốc Mông Cổ gửi sứ giả đến Cao Ly yêu cầu cống nộp nhưng Cao Ly từ chối, đồng thời còn giết chết sứ giả của Mông, Cổ là Trừ Cốc Dư. Năm 1232, Đại Hãn O Khoát Đài đem quân tiến đánh Cao Ly bằng hai đường thủy bộ. Về đường thủy, quân Nguyên Mông vượt biển tiến đánh tỉnh Hoàng Hải nhưng bị Lý Long Tường lãnh đạo tướng sĩ, gia thuộc và quân dân địa phương đẩy lui. Khi ra trận, ông thường cưỡi ngựa trắng đôn đốc quân sĩ, nhân dân gọi ông là Bạch Mã Tướng Quân. Năm 1253, Đại Hãn Mông Cá lại đem quân đánh Cao Ly lần thứ hai. Quân Nguyên Mông do Đường Cơ chỉ huy tấn công Hoàng Hải cả đường thủy lẫn đường bộ. Lý Long Tường lãnh đạo quân dân trong vùng chống trả quân Nguyên Mông suốt 5 tháng dòng bằng binh pháp của Đại Việt do ông truyền dạy. Sau chiến công này, vua Cao Ly đổi tên Trấn Sơn thành Hoa Sơn, phong Lý Long Tường làm Hoa Sơn Tướng Quân. Nơi quân Nguyên Mông đầu hàng gọi là Thụ Hàng Môn và vua Cao Ly cũng cho lập bia tại đây để ghi công ông, di tích ngày hiện nay vẫn còn. Khi mất, ông được chôn tại chân núi Di Ất, gần Tân Mân Gim bây giờ. Thời gian sống ở Hoa Sơn, Lý Long Tường thường lên đỉnh núi ngồi trông về phương Nam mà khóc, nơi ấy gọi là Vọng Quốc Đàn. Ngày nay trên đại lộ từ phi trường Gimpo về thủ đô Seoul, du khách được chiêm ngưỡng pho tượng Bạch Mã Tướng Quân do chính phủ Hàn Quốc xây dựng từ thập niên năm 1960. Hậu duệ họ Lý dòng dõi Lý Long Tường có khoảng hơn 600 người. Năm 1994, Lý Sương Can Ly Chàng Cùn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của Lý Long Tường, qua Việt Nam tìm đến từ đường họ Lý ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để bái tổ tiên. Năm 1997, khi vừa từ Việt Nam trở về Hàn Quốc, vợ của Lý Sương Can là Kim Dung Tử sinh con trai liền đặt tên đứa bé là Lý Việt Quốc. Lý Sương Can và gia đình đã định cư và nhập quốc tịch Việt Nam năm 2010. Thank you.
ngõ của cố đô Thăng Long, là vùng đất trung chuyển giữa kinh đô xưa với miền địa đầu giáp với Trung Quốc. Do có đường quốc lộ lên Đài Bắc chạy qua, nên vị trí quân sự của Bắc Ninh cực kỳ hệ trọng. Chính vì thế, mùa xuân năm 1884, Phát đánh thành Bắc Ninh hoàn thành các công cuộc thống trị và bảo hộ Việt Nam. Tỉnh Bắc Ninh có 2 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện. Khí hậu, Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm 4 mùa rõ rệt xuân, hạ, thu, đông. Có sự chênh lệch rõ ràng về nhiệt độ giữa mùa hè nóng ẩm và mùa đông khô lạnh. Sự chênh lệch đạt 15 đến 16 C. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên rừng không lớn, chủ yếu là rừng trồng. Bắc Ninh nghèo về tài nguyên khoáng sản, chủ yếu chỉ có vật liệu xây dựng như đất sét làm gạch, mói, gốm. Các trạng nguyên người Bắc Ninh bao gồm thủ khoa Minh Kính Bác học Lê Văn Thịnh 1075, người đứng đầu khoa thi đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam khi chưa có danh hiệu trạng nguyên. Nguyễn Quang Quang, trạng nguyên đầu tiên bắt đầu gọi là trạng nguyên 1234, Tam Sơn. Lý Đạo Tái 1272, tổ thứ 3 huyền quang của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Lưu Thúc Kiệm 1400, Nguyễn Nhiêu Tư 1448, trạng lợn, lưỡng quốc trạng nguyên. Vũ Kiệt 1472, Nguyễn Quang Bật 1484, Nghiêm Hoàn 1496. Nguyễn Giản Thanh 1508, trạng me, Mô Miễn Thiệu 1518, trạng nguyên, Tam Sơn, Hoàng Văn Tán 1523, Nguyễn Lượng Thái 1553, Phạm Quang Tiến 1565, Vu Giới 1577, Nguyễn Sơn Chính 1637, Nguyễn Đăng Đạo 1683, trạng biệu, lượng quốc trạng nguyên. Riêng bảng nhãn, thám hoa, tiến sĩ có rất nhiều, đặc biệt làng Kim Đôi có 25 vị trong đó, họ Nguyễn có 18 vị, họ Phạm có 7 vị theo trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa Việt Nam. Làng Tam Sơn là làng duy nhất của cả nước có đủ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Giao thông, Bắc Ninh là tỉnh có hệ thống giao thông đa dạng, gồm cả đường bộ, đường sắt và đường sông. Trong đó, hệ thống đường bộ được đánh giá là tương đối đồng bộ so với các tỉnh khác trong cả nước. Hệ thống đường nội bộ các khu đô thị mới, khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh được đồng bộ hiện đại thích ứng được với quá trình đô thị hóa nhanh của các địa phương trong tỉnh. Các tuyến này cũng được liên kết với nhau nhằm tạo lập hệ thống giao thông liên hoàn để việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, giảm áp lực giao thông cho các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Du lịch, Bắc Ninh hiện có hàng trăm di tích lịch sử văn hóa với nhiều đình, chùa, lễ hội và những làn điệu dân ca quan họ. Bề dày lịch sử, văn hóa đã tạo cho Bắc Ninh tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Bắc Ninh có 3 khu du lịch là khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ thành phố Bắc Ninh, khu du lịch văn hóa Đền Đầm thành phố Từ Sơn, khu du lịch văn hóa Phật Tích huyện Tiên Du. Bên cạnh đó, theo dự kiến sẽ có 3 khu du lịch khác là khu du lịch Lâm Viên Thiên Thai huyện Gia Bình, khu du lịch văn hóa lịch sử Như Nguyệt huyện Yên Phong, khu du lịch tâm linh Hàm Long đến núi Dạm thành phố Bắc Ninh và lựa chọn 22 điểm di tích quy hoạch phát triển thành điểm du lịch làm động lực cho các tuyến du lịch khép kín, liên hoàn và hấp dẫn trên địa bàn. Trong đó có một số di tích lịch sử đến văn hóa tiêu biểu để hình thành các điểm, các tuyến du lịch hấp dẫn như Văn Miếu Bắc Ninh, Chùa Phật Tích, Lăng Kinh Dương Vương, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Đền Đô, Đền thờ Lê Văn Thịnh, Đền, Chùa Cổ Lũng xã Nội Duệ, Chùa Lim. Ngoài ra, còn có du lịch cộng đồng tại làng gốm Phù Lãng thị xã Quế Võ, khu vực Chùa Bút Tháp thị xã Thuận Thành, làng quan họ Viêm Xá thành phố Bắc Ninh, làng gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ. Thank you.
hóa. Bắc Ninh có một nền văn hóa đặc sắc, một vùng quê có nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống. Nhưng dấu ấn lịch sử sống động truyền thống văn hóa Việt Nam, đậm đà bản sắc Kinh Bắc, được kết tinh trong những di sản văn hóa, các lễ hội dân gian. Bắc Ninh là địa phương thứ ba xây dựng văn miếu có tầm cỡ, quy mô, trang trọng. Văn miếu Bắc Ninh với 677 vị đại khoa, chiếm 1/3 tổng số vị đại khoa của cả nước đã được vinh danh. Văn miếu Bắc Ninh với những trang lịch sử văn hóa, giáo dục còn lưu giữ được cho đến ngày nay là những cứ liệu vô cùng giá trị của nền văn minh ở vùng Kinh Bắc, nơi có thành cổ Luy Lâu, nơi sĩ nhiếp truyền bá Hán học, chùa Dâu, chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp là những nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam, chùa Dận. Chuẩn bị lễ hội hả? Vâng ạ. Tối nay hay khi nào? 3 giờ chiều nay luôn đấy ạ. Bắc Ninh với các làn điệu quan họ, các làng nghề như làng tranh Đông Hồ, làng gốm Phủ Lãng, khu mỹ nghệ Đồng Kỵ, rèn sắt Đa Hội, đúc đồng Đại Bái, dệt Hồi Quan, các di tích lịch sử đáng kể có lăng và đền thờ Kinh Dương Vương đến thờ Thủy Tổ Việt Nam, đền Đô đến thờ 8 vị vua triều Lý, đền Phụ Quốc, đình làng Đình Bảng, chùa Cổ Lũng vân vân. Bắc Ninh có một số đặc sản như bánh phu thê Đình Bảng, bánh tẻ làng Chờ, bánh khúc làng Diềm, nem bùi Ninh Xá, rượu nếp làng Cẩm, cháo cá Bắc Ninh, tương đình tổ, bánh cho. Các nghề có truyền thống lâu đời như tơ tằm, gốm sứ, đúc đồng, khắc khô, làm giấy, tranh vẽ dân gian. Tính đến ngày 5 tháng 12 năm 2015, Bắc Ninh đã nhận 3 danh hiệu UNESCO Việt Nam, đó là dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, trò chơi kéo co truyền thống kéo co, được công nhận ngày 3 tháng 12 năm 2015 là hồ sơ đa quốc gia, cùng với Hàn Quốc, Campuchia, Philippines. Lễ hội, hàng năm, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra hơn 300 lễ hội lớn nhỏ khác nhau. Một số lễ hội tiêu biểu được liệt kê dưới đây theo âm lịch. Lễ hội Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ Thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành được tổ chức vào ngày 16, 17, 18 tháng Giêng, nơi thờ Thủy Tổ người Việt, ông nội vua Hùng. Hội chùa Tổ thôn Vạn Ti, xã Thái Bảo, Gia Bình. Đây là quê hương của Huyền Quang Lý Đạo Tái, một trong 3 vị sáng lập thiền phái Trúc Lâm đời Trần. Lễ hội diễn ra từ 18 đến 21 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội làng Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong được tổ chức vào 24, 25, 26 tháng Giêng. Hội có môn bơi bơi trải kỷ niệm chiến thắng sông Như Nguyệt. Lễ hội Lim ở xã Nội Duệ này là thị trấn Lim, huyện Tiên Du, được tổ chức vào 11 đến 13 tháng Giêng. Lễ hội làng Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du được tổ chức vào mùng 10 tháng 2 hàng năm. Lễ hội đền Bà Chúa Kho thuộc phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh ngay bên bờ hữu ngạn sông Cầu, khai hội vào ngày 14 tháng 1 âm lịch nhằm tưởng niệm ngày giỗ bà. Lễ hội chùa Phật Tích, chùa nằm trên đồi Phật Tích hay còn gọi là núi Lạn Kha, dự mục thuộc xã Phật Tích, huyện Tiên Du, lễ hội từ mùng 3 đến mùng 5 Tết. Lễ hội làng Kim Chân, làng Tiến Sĩ, được tổ chức vào ngày 26 đến 28 tháng 2. Lễ hội đền Đô, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn để kỷ niệm ngày đăng quang của vua Lý Thái Tổ, 15 tháng 3 năm Canh Tuất 1010, và tưởng niệm các vị vua nhà Lý. Lễ hội chùa Bút Tháp, chùa Thấp, ngày 22 đến 24 tháng 3 âm lịch ở thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành. Lễ hội thập đình ngày mồng 5, 7 tháng 2 âm lịch của 10 làng thuộc huyện Gia Bình và thị xã Quế Võ để kỷ niệm trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam, tức Thái Sư Lê Văn Thịnh và Doãn Công Cao Doãn Công, chính hội được tổ chức ở đình cà tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Lễ hội cào lỗ vương ngày mồng 10 tháng 3 ở làng Tiểu Tha, làng Dựng, xã Vạn Ninh và làng Đại Tha, làng Lớ ở xã Cao Đức, huyện Gia Bình. Lễ hội Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, ngày mồng 4 tháng Giêng. Lễ hội khám chùa Linh Ứng, phố Khám, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, ngày mồng 7 tháng 4 âm lịch. Lễ hội chùa Dâu, ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Chùa tọa lạc ngay cạnh tỉnh lộ 282 này là quốc lộ 17 thuộc thôn Khương Tự, phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành. Lễ hội truyền thống làng Vĩnh Kiều có câu: mùng 7 hội khám, mùng 8 hội dâu, mùng 9 đâu đâu cũng về hội gióng. Lễ hội làng Diềm,
Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch hàng năm, tại làng Viên Xá còn gọi là làng Diềm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, lễ hội kèo co thôn hữu chấp, ngày mùng 4 tháng Giêng. Di tích, di sản văn hóa. Bắc Ninh có khoảng 1.600 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 651 di tích được xếp hạng, trong đó có 204 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 4 di tích quốc gia đặc biệt, 443 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 17 bảo vật quốc gia. Là tỉnh có nhiều di tích cấp quốc gia chỉ sau thành phố Hà Nội. Điều đặc biệt ở Bắc Ninh là tín ngưỡng thờ thành Tam Giang rất phổ biến với vài trăm làng thờ, tập trung nhiều ở các làng quan họ ven sông Cầu. Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu nhất ở Bắc Ninh là dân ca quan họ Bắc Ninh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc xếp vào kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Làng nghề truyền thống. Bắc Ninh với nhiều làng nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, đã làm ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, độc đáo. Hiện nay, Bắc Ninh có 62 làng có nghề, trong đó 30 làng nghề đã được cấp bằng công nhận, gồm 21 làng nghề truyền thống, 9 làng nghề mới, 32 làng có nghề. Các làng nghề chủ yếu trong các lĩnh vực như đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, sản xuất giấy, gốm, sắt, thép tái chế, đúc đồng. Các làng nghề đã góp phần rất lớn trong việc giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trong tỉnh, trên 72.000 lao động thường xuyên và trên 10.000 lao động thời vụ. Ẩm thực, món ăn đặc trưng địa phương của tỉnh không có nhiều nhưng cũng ấn tượng. Bánh đa thôn đài, bánh cho âm đình tổ, bánh khoai thị cầu, đậu hù trà lâm, bún tươi khắc niệm, tỏi an thịnh, bánh su xê đình bảng, gà hồ, bánh tẻ chờ, giò, trà tân hồng, cà rốt gia lương, thịt chuột đình bảng, kẹo lạc, trà thái đình tổ, khoai tây quế võ, rượu nếp làng cẩm, phở gan cháy đáp cầu, kẹo cốm nũng giang, bánh đa nê miền phụ, mì gạo tử nê, bánh cuốn mão điền, rượu đại lâm, tương đình tổ, nem bùi, bánh khúc làng Diềm. Ở miền Nam Việt Nam là vào mùa hè, nhưng ở miền Bắc lại là mùa đông lạnh nha. Từ Sơn là một thành phố nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Bắc Ninh, là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội và là một trong hai trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh sau thành phố Bắc Ninh. Từ Sơn là một đô thị công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, làng nghề truyền thống nổi tiếng. Lịch sử, tên huyện Từ Sơn có từ thời Trần. Sang thời Hậu Lê, địa danh Từ Sơn được đặt cho một phủ thuộc Thừa Thiên Kinh Bắc, gồm các huyện Tiên Du, Yên Phong, Quế Dương, Đông Ngàn, Vũ Ninh. Trong đó huyện Đông Ngàn có địa giới tương ứng với thành phố Từ Sơn Bắc Ninh và một phần các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Sang thời Nguyễn, phủ Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Danh nhân, người Từ Sơn, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Cứu Chỉ, Lý Nhân Tông, Lý Thánh Tông, Nguyễn Quan Quang, Bồ Miễn Thiệu, Đàm Tướng Công, Nguyễn Giản Thanh, Đàm Quốc Sư, Ngô Gia Tự, Ngô Gia Khảm, Nguyễn Văn Cừ. Dễ thương quá, chú có cái tiệm dễ thương quá.
Thank you.